Bạch thầy, đã 25 năm nay con niệm Phật tin tưởng quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Con của con ủng hộ cho con, xin hỏi bạch thầy như vậy con có chắc chắn được vãng sanh hay không? Xin thầy hướng dẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng của mình vẫn còn nặng lắm đây. Không phải đơn giản đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói giả sử như một người quyết lòng chí thành chí kính niệm câu A Di Đà Phật mới sinh ra là niệm liền, niệm một ngày 10 vạn câu A Di Đà Phật là 100.000 câu A Di Đà Phật, niệm đến 100 năm nghiệp chướng vẫn còn. Như vậy thì mình phải cẩn thận, đừng có nghĩ là con của con ủng hộ, con của con ủng hộ, nhưng mà con của con biết cách ủng hộ hay không là chuyện khác. Trên ủng hộ là tốt, mà ủng hộ cho là cả chuyện khác nữa, chứ việc phải rõ ràng chưa? Nếu mình cũng biết pháp hộ niệm, con mình cũng biết pháp hộ niệm, lúc đó mình thấy mình lơ đãng cái gì, con mình mau mau kéo mình là liền, lúc đó con mình đang làm ở chỗ nào xa chưa kịp về, mình đi mất làm sao đây, phải không chưa vị? Lúc đó mình nhiều khi con mình này, nó thương mình, nó không biết đạo, thấy mình ra đi nó rơi nước mắt ra, mình thấy một giọt nước mắt của người con, coi chừng tâm mình đã chuyển biến mà không biết. Tại vì tâm mình là vô thường lắm đấy, yếu lắm đấy. Phải thấy mình yếu như vậy mới nhờ người phụ trợ, cố tình cái yếu đó nó thành mạnh. Đúng không như vậy? Nếu mà mình mạnh, mình tưởng là mạnh thiệt, nhưng khi mà cô được đeo được một mình, oán thân trái chủ chấp trùng bao vây, liệu mình có mạnh đối diện được phải không? Gọi là mãnh hổ nan địch quần hùng. Đừng có khinh những cái con trùng trùng đó mà nói, mà có như 1.000 con nó quay lại làm cô khổ chạy chạy chết luôn. Đúng không chưa vậy? Phải cẩn thận. Cho nên khi mà chúng ta đối diện với cộng tử lực, có những cái biến chất vô cùng ái dục, quán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Ấn Quang Đại Sư nói, khi ta khởi phát niềm tin, tin tưởng niệm Phật, vô tình cái đường tu chúng ta đọc tới quán thân trái chủ trong vô lượng kiếp họ sống vậy. Không phải đơn giản. Nếu mà chúng ta tin tưởng vững vàng, tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật thành tâm thì được Phật gia trì, ta cho vậy là đủ, liền lập tức bị trở ngại. Chỉ vì to là đủ như vậy thì Ngài nói là thượng mặt nổi lên coi trường chư vị hộ pháp xa lánh mình mà không ai. Rồi oán thân trái chủ coi như tự do hành động, xử lý mình mà mình không biết. Khổ một cái là mình không biết, chứ mình biết rồi thì đỡ. Mà đến lúc được biết rồi thì tự nhiên ô hô đạp cũng trở ngại. Cho nên mong các ngài được như vậy, con mình ủng hộ là quý vô cùng. Nhưng mà xin học hỏi hộ niệm đi, thì con mình sẽ có nhiều cái điều mà ngộ ra lắm cho bây giờ. Chứ còn không, lúc mà mình ra đi, con mình nói mẹ ơi, mẹ một đời mẹ niệm Phật, bây giờ mẹ theo Phật nghe, theo Phật Bồ Tát, đừng theo ma theo quỷ nghe. Con nói này hay vô cùng, đúng vô cùng, nhưng mà lại mở ra một cái cảm ấy vô cùng tai hại cho mẹ mình mà mình không biết. Còn người hộ niệm họ nói khác, họ nói vậy: mẹ ơi, mẹ đi theo A Di Đà Phật nghe mẹ, bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào đến, không sợ, không theo, không buồn, không bám theo, không vui mừng gì cả, cứ nhiếp tâm nhìn ảnh tượng A Di Đà Phật mà niệm, đi theo A Di Đà Phật. Người ta nói rõ ràng hai cái lời khái niệm này hoàn toàn khác nhau, không phải giống nhau. Nếu mà ở đây có vị tu thiền, chư vị hỏi vị tu thiền thì biết liền, theo Phật hỏi Phật nào chư ma dương có thể ứng hiện ra trong Phật mà dò mà gạt chúng ta, không ai. Nhưng mà Ngài Tịnh Không nói một lòng quyết chí đi theo A Di Đà Phật, không chao đảo bất cứ một cảnh tượng nào, đây là cái pháp giới cứu độ chúng sanh của chư Phật mười phương và A Di Đà Phật, không ai được quyền chen vào gạt chúng ta. Vô tình chỉ cần hiểu một chút thế này, chúng ta giúp người mẹ mình vượt qua nè. Không hiểu chúng ta nói một là hay lắm, mà là đưa ra một cảm ứng vô cùng hiểm nghèo. Mà chính những người nào thực sự nghiên cứu kỹ càng hộ niệm, chúng ta thấy những điểm này, làm sao trong thời gian ngắn ngủi này chúng ta nói cho hết được. Nên nhiều cái hay lắm trong đó chưa bị. Cho nên có chắc chắn khi không, không đừng bao giờ nói là mình chắc chắn, mà nói là con phải gìn giữ cho được, con quyết thời gian được như vậy, kêu đồng tu ủng hộ cho tôi, nếu tôi chắc chắn niệm câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh nhé. Chứ vậy là cái lời này khôn ngoan hơn vô cùng, vững vàng hơn vô cùng, chứ không phải ai nói vững vàng nhất.
Tại vì chúng ta phải hứa là chư vị nhắc nhớ cho tôi và tôi làm theo chư vị quyết thể như vậy. Nếu mà chư vị quyết thể như vậy, chư hộ pháp bảo vệ cho chư vị, chư Phật gia trì cho chư vị mới làm được. Lúc đó mới gọi là chắc chắn, đúng không chư vị? Chứ mình chưa đi mà mình nói chắc chắn coi chừng, cái sự chắc chắn này nó sinh ra cái tâm thượng mạng coi chừng bị sơ xuất. Một chút sơ xuất mình bị nạn oán thân trái chủ, cai bẫy hãm hại mà không ai. Mong chư vị chú ý rõ ràng hồi điều này em chư vị hay lắm đấy, không có đơn giản.